Hyundai Tucson. Giá bán thẳng luôn là 247 triệu nhá. Đó, tổng giá trị xe con này là 247 triệu các nhá. Đó, chứ không phải là trả góp hay là gì đâu ạ. Nhiều bác cứ bảo là trả góp, không phải đâu ạ. Con này tổng nó là giá 247 triệu nhá. Đó, được chưa? Số tự động. Đó, con này là số tự động nhá. Vâng, em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lên sóng cho bác xem một mẫu cực phẩm đây ạ, cực kỳ hot nhá. Có hơn 200 triệu thôi các bác, có mẫu xe Hyundai Tucson để đi rồi. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bác nhá. Đó, số tự động hai cầu ạ. Con này là số tự động hai cầu. Xe còn đẹp và chất lượng như này đây, em bán giá cực kỳ tốt cho các bác. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để thường xuyên cập nhật được những mẫu xe mới nhất của em thường xuyên cập nhật nhé. Nói chung là con xe này các bác giờ mua về là sẵn đi thôi. Đó, con này số tự động nhá. Đó, số tự động hai cầu, máy xăng, động cơ 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Đó, dòng này thì rất là lành xe luôn ạ. Cực kỳ lành xe các bác nhá, cực kỳ lành xe luôn. Mà lại tiết kiệm nhiên liệu nữa. Đồ đạc bền. Nói chung là một mẫu xe cực kỳ phổ thông rồi. Dòng này rất là hot trên thị trường luôn. Trang bị gương kính chỉnh điện, túi khí, phanh ABS đầy đủ luôn. Đó, số tự động hai cầu. Có cửa lock đầy đủ các bác nhá. Đó, cái phần này còn rất đẹp này. Trang bị đầy đủ những chức năng hiện đại luôn. Các bác nhìn thì toàn bộ táp lô này còn đẹp luôn. Cửa lock đây ạ. Dạ vâng, con xe này là máy zin các bác nhá. Máy zin, keo chỉ zin. Tất cả xe bên bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ luôn cho các bác là xe không đâm đụng và không ngập nước các bác nhá. Tổng giá trị con xe này bên em bán mức giá là chỉ có 247 triệu thôi. Vậy các bác nào quan tâm, rồi em tắt nhạc đi. Đó. Đó. 247 triệu cho một chiếc xe Tucson. Vậy các bác nào quan tâm liên hệ cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhá. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Form này nhìn rất khỏe xe luôn các bạn. Form nó khỏe, nhìn rất cứng xe luôn. Các bác có thể nhìn cái form con xe này nó rất là cứng cáp đúng không ạ? Nó khỏe khoắn. 5 chỗ gầm cao nhá. Đó. Số tự động 2 cầu. Hyundai Tucson sản xuất năm 2009 các nhá. Đó, số tự động 2 cầu máy xăng. Đó, khá tiết kiệm nhiên liệu luôn, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này em khẳng định luôn nhá, rất tiết kiệm nhiên liệu và nó lành xe phổ thông. Đồ đạc của dòng Tucson này khá nhiều luôn. Nó rất là lành rồi, một mẫu xe quốc dân rồi. Đó, form dáng cũng rất là hầm hố luôn. Độ thêm những cái vèn mạn lốc trắng kia nhìn xe nó nổi hơn nhiều. Nhìn cực kỳ khỏe xe, gầm cao nhá. Các bác mua về đi gia đình hoặc là đi đồi đi núi công trình khá hợp lý luôn. Xe đẹp luôn. Xe đẹp này. Cảm biến đầy đủ các bác nhá, cảm biến đằng sau đầy đủ luôn. Sau đây em lổ máy cho bác xem nhá. Máy êm luôn. Con này máy êm luôn ạ. Để mở capo ấy. Lóc đầy đủ nhá. Đây phần để ấy này, phần để cứng nhỉ. Máy êm luôn. Máy nó khá sáng xe luôn. Máy nó sáng này các bác nhìn này. Những cái phần da máy kìa, nó sáng nhưng nó không có bị sạm đen. Đó.
rất là mượt mà đẹp luôn. Máy lổ rất êm. Xe đẹp luôn ạ, đẹp căng luôn ạ. Đang lổ đấy ạ, máy lổ rất êm luôn. Hầu như chỉ nghe tiếng ồn ào bên ngoài thôi, còn con xe này máy lổ êm các bác nhá. Bao chất cho các bác. Vâng, em cảm ơn các bác quan tâm video của em, xem video của em nhá. Em chào các bác ạ.